Ngày 2 tháng 7, Trung tâm Giáo dục Môi trường và Dịch vụ Vườn Quốc gia Yok Đôn cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận 2 cá thể voi và đưa trả về chăn thả trong môi trường tự nhiên để chăm sóc cải thiện sức khỏe. 2 chú voi được đưa về Vườn Quốc gia Yok Đôn là voi Blue, 60 tuổi và voi Buncon, 37 tuổi. Trước khi được đưa vào rừng, 2 cá thể voi này có tình trạng sức khỏe yếu, khả năng tiêu hóa thức ăn kém. Nếu sống trong điều kiện môi trường nhốt, phải phục vụ khách du lịch hàng ngày, thì sức khỏe tuổi thọ của voi sẽ rất kém. Sau khi được thả về với rừng tự nhiên, tự do kiếm ăn sẽ giúp 2 chú voi cải thiện về thể trạng, khỏe mạnh và sống lâu hơn. Hiện ở Đắk Lắk có hơn 40 con voi nhà, hầu hết đều phải chở khách ở các điểm du lịch trên địa bàn 2 huyện Buôn Đôn và Lắk. Vào những ngày lễ hoặc cuối tuần, lượng người tới đông nên những chú voi này phải gồng mình chở khách vượt sông, lội qua hồ khiến sức khỏe ngày một suy yếu.